có những cái thủ đoạn rất là tinh vi để nhằm chiếm đoạt tài sản mọi người khi mà tham gia giao dịch PAP. các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Crypto Adventure, mình nhà viết Phương. Thì trong quá trình chúng ta tham gia vào thị trường crypto, giao dịch p2p là một giao dịch không thể thiếu. Bởi vì khi chúng ta muốn trade coin mua các đồng coin trên sàn, bắt buộc chúng ta phải chuyển từ từ Việt Nam đồng sang USDT, BUSD hoặc là Bitcoin. Chính vì vậy mà rất nhiều người họ đã có những cái thủ đoạn rất là tinh vi để nhằm chiếm đoạt tài sản mọi người khi mà tham gia giao dịch p và p thì làm sao để chúng ta có thể uh, tránh được những cái thủ đoạn và nhận ra những cái thủ đoạn xấu của họ thì ngay trong video này mình sẽ chia sẻ cho mọi người một số những cái thủ đoạn mà kẻ xấu họ thường dùng mọi người theo dõi video nó cảm thấy hay và hữu ích uh, hãy để lại một like và một subscribe để ủng hộ cho kênh youtube của mình mọi người nhé thì uh, thủ đoạn đầu tiên mà họ thường dùng đó là làm giải hình ảnh bên mai chuyển tiền thì khi mà chúng ta uh, giao dịch p 2 đặc biệt là khi chúng ta bán USDT đó thì chúng ta đã tạo một lệnh bán rồi và trong thời gian chúng ta chờ ở uh, bên kia họ chuyển tiền về cho mình thì cho sẽ có 15 phút thì trong thời gian đó uh, đối tượng xấu họ sẽ làm giả cái bên này chuyển tiền gần như là gọi là giống hệt như thật đó và với cái thời gian hiện tại luôn với cái thời gian hiện tại luôn đó để cho để nó qua mắt chúng ta để cho những người mà những người mới vào thị trường này những người mà chưa ít khi giao dịch BAP chúng ta vẫn còn đang bỡ ngỡ và đang mới bắt đầu giao dịch cho đây chưa kiểm tra được kỹ đó thì sau khi họ làm giả cái bên này này xong uh, thì họ sẽ bấm là đã hoàn tất giao dịch cho đã chuyển tiền đấy thế thì ở bên ở bên của bạn nó ở bên ở bên của chúng ta là người bán nó sẽ hiện một cái gọi là mở khóa USDT để chuyển cho họ đó và sau khi họ bấm là họ đã thanh toán rồi ra xong họ sẽ gửi cho mọi người cái biên lai này, này và thúc giục mọi người chuyển USDT cho họ đó thì uh, có những người không để ý là tiền đã về tài khoản hay chưa mà chỉ thấy là à đã có biên lai rồi và chúng ta sẽ ngay lập tức mở khóa USDT và USDT của chúng ta sẽ chuyển sang ví của họ và như vậy là cái thủ đoạn lừa đảo của họ đã thành công đó một cách rất là đơn giản nhiều họ đã lừa được tiền của rất là nhiều người đặc biệt với những người mới vào thị trường này nên mọi người hết sức cảnh giác nhé rồi tiếp theo hình thức thứ hai mà họ cũng đang sử dụng rất là nhiều đó là bằng cách nhỏ chuyển thiếu rất là nhiều tiền đây đây là một ví dụ điển hình à, ví dụ khi mọi người bán bán USDT ví dụ một người bán khoảng độ 1.200 đô chẳng hạn đó và với cái giá USDT trong thời điểm đó thì với số tiền nó sẽ rơi vào tầm khoảng độ 29 triệu 999 000 ví dụ như vậy đó thì khi họ chuyển tiền cho mình họ sẽ chuyển một số tiền thật như họ chỉ chuyển họ sẽ chỉ chuyển cho mình là 29.999 đồng thôi và khi chúng ta thấy số dư báo về tài khoản thấy số 29 và rất rất nhiều số chí là sau chúng ta cứ nghĩ là họ chuyển đủ là 29 triệu 999 000 rồi và chúng ta không cho ra nơ là không để ý À, chúng ta nghĩ là chúng ta nhận đủ tiền rồi và chúng ta cũng ngay lập tức mở khóa USDT và chuyển sang uh, cho ví bên họ và khi như vậy chúng ta lại tiếp tục đã bị mất tiền uh, và để và đã rơi vào những cái đúng vào cái thủ đoạn chiêu trò của kẻ xấu và những trường hợp uh, như thế này kể cả chúng ta có liên lạc với support sàn thì cũng rất là khó để có thể giải quyết và xử lý có thể nói gần như là chúng ta sẽ sẽ bị mất tiền luôn nên mọi người hết sức lưu ý nhé những cái thủ đoạn này mà đây là một trong những thủ đoạn cực kỳ tinh vi thứ ba đó là giả mạo tài khoản hỗ trợ khách hàng của sàn thì thế nào họ sẽ kẻ xấu ấy, họ sẽ giả mạo sắp support của sàn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mọi người thì hình thức này nó sẽ hình tinh vi hơn hình thức thước một chút đó thì khi mà chúng ta giao dịch PAP ở chúng ta mua hoặc bán ví dụ ví dụ trong hợp chúng ta đang uh, đang bán USDT thì khi chúng ta mở một giao dịch đó thì sẽ có 15 phút để giao dịch đúng không ạ thì uh, trong quá trình 15 phút đó thì số lượng USDT của chúng ta sẽ bị sàn quá lắm và ở bên kia họ sẽ không chuyển tiền cho chúng ta mà họ sẽ vẫn bấm vào mục là đã thanh toán và tương tự ở bên này ở nó sẽ bên này, tài khoản của chúng ta sẽ hiện là mở khóa udt và bên kia họ sẽ liên tục thúc giục chúng ta để mở khóa nhưng trường uh, hợp mà những người mà cho ta tinh một chút chúng ta thấy là tiền chưa về tài khoản thì chúng ta sẽ không mở khóa và bên kia họ sẽ khiếu lại và thậm chí là họ có thể là chat nhắn tin với mình để thúc giục mình rồi có thể là xin thông tin số điện thoại của mình để họ có thể là liên lạc để hỗ trợ các kiểu đó thì sau khi mà xin được thông tin của mình được số điện thoại của mình rồi đấy thì họ sẽ dùng một số điện thoại của nước ngoài để có thể là gọi hoặc là chat nhắn tin với chúng ta thông qua một kênh mạng xã hội bên ngoài ví dụ Zalo hoặc là Facebook chẳng hạn và trên đó họ sẽ nhắn tin để hỗ trợ chúng ta đó thì họ có thể là lừa theo cách nhà bảo chúng ta là hãy cứ bấm mở khóa UDT đi à vào support họ sẽ hỗ trợ cho các bạn là trả lại UDT về ví đó thì nếu mà chúng ta nhẹ ra cả tin chúng ta bấm mở khóa luôn thì chắc chắn số lượng USDt của một người đã bị mất bởi vì đây là giả mạo support mà hoặc hoặc nếu mà chúng ta vẫn không chuyển thì họ sẽ bảo mọi người bằng cách nhà có thể là đăng xuất tài khoản ra và họ sẽ gửi cho mọi người một cái mã code bằng mã qr đấy để chúng ta có thể quét với mục đích là reset tài khoản và để hỗ trợ cho tài khoản của mọi người để lấy lại tiền về để để mở khóa để mở khóa cái usdt, bị khóa đấy và khi chúng ta không biết mà chúng ta những người mới vào chúng ta chưa rõ chúng ta cứ tưởng là thật chúng ta sẽ mở điện thoại ra để quét cái mã code này cái mã qr này thì chắc thì bên kia bên kẻ xấu họ đã có thể là xung đột vào tài khoản mọi người và có thể là rút hết tiền của mọi, của mọi người ra đó, thì đấy là một trong những hình thức cực kỳ tinh vi của những kẻ xấu. thì mọi người hãy chú ý nhé. À, vậy thì làm sao để mà trong quá trình giao dịch PEP chúng ta hạn chế nhất cái vấn đề là gặp phải những đối tượng như thế này thì uh, ngay bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người nhé. thì mọi người trên các sàn giao dịch có thể là Binance hoặc bất kỳ sàn nào khác. đấy thì mọi người trong khi trong quá trình giao dịch PEP mọi người hãy thật chú ý giúp mình cái vấn đề này. rồi ok mọi người chờ một chút mạng của mình nó đang hơi lag ạ rồi trên tất cả các sàn giao dịch ví dụ như BNB hoặc là Hobi hoặc OK hay bất kể một sàn nào khác khi chúng ta vào giao dịch PIP đúng không ạ khi chúng ta vào giao dịch PIP thì mọi người hãy để ý giúp mình cái phần này đầu tiên mọi người đừng quá quan tâm nhìn nhiều vào những cái giá này đúng không ạ những giá mua và giá bán đừng quá quan tâm nhìn nhiều vào nhá nhìn nhiều vào nhá vì cái giá này sẽ tranh nhạch không nhiều đâu ạ mà cũng chính nhờ cái giá này của những thì rất nhiều kẻ xấu họ đã đưa đặt giá cao hơn một chút để kích thích vào lòng tham của chúng ta ví dụ khi chúng ta bán có những người họ sẽ đặt giá cao một chút để cho những cái tham uh, chúng ta muốn bán được người ta cao thì uh, những kẻ xấu họ sẽ dựa vào đây để tạo ra những hành vi lừa đảo thì mọi người đừng quá quan tâm vào giá đâu ạ cái thứ hai mọi người hãy để ý vào phần này thật là nhiều giúp mình thứ nhất đó là cái số lượng lệnh họ đã giao dịch và cái thứ hai là tỷ lệ phần trăm nếu tỷ lệ phần trăm thấp chúng ta không nên giao dịch nha mình mình với lời khuyên của cá nhân mình mình khuyên mọi người nên giao dịch với những người có số lệnh ít nhất từ khoảng độ 5 đến 7 nghìn lệnh trở lên và cái thứ hai đó là cái cái cái, tỷ lệ hoàn tất của người ta ít nhất là từ 99% trở lên từ 99% trở lên nha ví dụ trường hợp này tỷ lệ do tỷ lệ giao dịch rất là nhiều hơn 7 gần gần 8 nghìn lệnh nhưng tỷ lệ phần trăm hoàn tất nó chỉ có 94% thôi chúng ta cũng không nên giao dịch hai cái điều cái này luôn luôn phải đi song song với nhau bắt buộc cái tỷ lệ phải trên đến 9% và số lượng lệnh phải nhiều ví dụ như bạn là bạn là bạn này ạ đây ạ bạn có có lượng uh, cái cái số lệnh giao dịch là 8046 lệnh và cái tỷ lệ phần trăm là chín phần trăm rất là cao thì khi chúng ta giao dịch với những bạn như này thì, thì cái tỷ lệ uh, an toàn của chúng ta sẽ cao rất là nhiều và thêm thêm một điều nữa đó là khi mà chúng ta mua USDT uh, thì thay vì chúng ta nhập cái số lượng USDT chúng ta muốn mua đó thì nó sẽ ra một số ví, ví dụ chúng ta mua 1.000 USDT nó sẽ ra một số lượng số tiền rất là lẻ đúng không ạ 23 triệu 883 000 đồng thì trong quá trình chuyển khoản có thể chúng ta sẽ bị chuyển thiếu hoặc thừa hoặc bấm nhầm thì nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình giao dịch nó sẽ không được thuận lợi thì với lời khuyên của mình mọi người nên nhập một số tiền chẵn ví dụ mọi người xác định là mua 24 triệu đi nên mua 24 triệu cho tròn đó hoặc là 23 triệu 800 000 tròn chẳng hạn đó thì trong quá trình chuyển tiền chúng ta chuyển đúng số tiền đó nó sẽ là ok rất là nhiều nó sẽ an toàn hơn cho mọi người và tránh cái việc là chuyển thiếu hoặc nhầm hoặc thừa sẽ phải can thiệp đến sắp có sản quyết thì nó sẽ rất là mệt đúng không ạ và thêm một cái nữa khi mà chúng ta xác nhận mua usdt nó sẽ có một cái một cái, một cái gọi là cái số lệnh thì một trong quá trình mọi người chuyển khoản cho bên uh, bên bán mọi người tuyệt đối là chú ý là không bao giờ được khi nào uh, mua mua đô hoặc bán đô hay là cái gì đó mà mọi người hãy trong cái phần mà lỗi chuyển tiền hãy chú ý nhập cái số lệnh vào đấy nhá để đến là cách mua an toàn nhất và để tránh tránh bị uh, liên lụy đến ngân hàng đúng không ạ rồi tiếp theo ở phần bán nó cũng tương tự vậy thôi hãy để ý cho mình tất cả những cái mục đó tất cả những mục và đặc biệt là liên quan đến cái cái số lệnh giao dịch của họ và cái cái phần trăm giao dịch hãy chọn những người mà có tỷ lệ lệnh cao và phần trăm gì cao để giao dịch thì, thì chúng ta sẽ có cái tỷ lệ an toàn cao nhất mọi người nhé và đặc biệt đặc biệt hãy luôn nhớ khi chúng ta giao dịch bất cứ cái gì hãy để ý thật kỹ và nếu chúng ta bán usdt thì hãy chờ tiền vào tài khoản kiểm tra thật kỹ đúng đủ tiền thì chúng ta hãy mở khóa USDT được chưa và khi chúng ta đi mua cũng vậy hãy chuyển đúng đủ không thừa không thiếu cái số tiền chúng ta mua đấy kiểm tra thật kỹ trước khi giao dịch thì sẽ luôn luôn uh, cho chúng ta một cái giao dịch an toàn nhất có thể đó thì trên đây là cái video mình chia sẻ hướng dẫn cho mọi người uh, những cái trường hợp của kẻ xấu họ hay uh, có uh, những cái trường hợp mà uh, lừa đảo mọi người Đấy, tạo ra những cái hành vi để chiếm đoạt tài sản thì mong mọi người theo dõi video và hãy hết sức cảnh giác trong quá trình giao dịch hãy chúc mọi người luôn có một giao dịch an toàn để, mọi, mọi người hãy nhớ uh, để lại một like một subscribe để ủng hộ cho kênh youtube của mình nhé rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi video hẹn gặp mọi người vào các video tiếp theo